Cái câu này phải nhớ nha. Phải nhớ nha. Uống mát gan hơn mà một ngày xài chưa tới một liều thì nằm mơ nó tăng cân. Rồi, chào mừng các bạn đến với chương trình hôm nay. Là Duy Nguyễn sẽ cho các bạn coi khu đầu bếp của Thác Lạc Xuyên quận 7. Và đây là Hương Trần. Trong không gian nhỏ hẹp nên âm thanh nó vang chút xíu nha các bạn. Chịu khó thông cảm, hết cách rồi. Thì hôm nay Duy Nguyễn sẽ chỉ cho bạn cách pha sản phẩm Lean Mask sao cho nó đúng nhất, sao cho nó khoa học nhất và cho nó hiệu quả nhất. Rất là nhiều bạn cần phải xem video này để biết Lean Mask là gì và cách pha như thế nào. Như cái tên đó là Lean Mask là tăng cơ nạc, hạn chế tăng mỡ. Thì những con số rất đẹp nha các bạn. Đây 3g glutamin. Đây 3g creatin, 1025 calorie, 69g protein, 15g micelle và 27g EAA. Kinh chưa? Vậy thì so với những cái loại mask khác, thằng này liều hơi bị khủng á. Ơi, hàm lượng protein lên đến gần 70g protein, cực kỳ hiếm trên thị trường. Số 69, 69g protein cho một liều dùng. Nghe thật là quen. Một liều dùng rất là khủng khiếp. Mà cái số lượng liều dùng đó cũng không kém nữa. Là 27 liều. Mấy cái loại mask truyền thống chỉ từ 16 liều tới lên thôi, 16-17 liều. Nhưng mà loại mask này tới 27 liều dùng. Và một liều dùng nó rất là khủng khiếp về cái thành phần dinh dưỡng. Chúng ta điểm qua sơ sơ cho bạn thấy nè. Nó là 1025 calo. Rồi, những con số cần phải quan tâm nè. Cái lượng protein của nó nè, cái lượng protein của nó là 69g nè. Rồi cái lượng carbohydrate của nó là 174 nè. Thì cái tỷ lệ giữa protein với carbohydrate nó khoảng là carbohydrate chiếm chừng gấp 2.5 lần protein. Cái điều này nó là cái gì? Nó gần như là một bữa ăn dành cho một cái giáo án bình thường. Tức là giáo án mà giáo án bình thường thì tăng tỷ lệ carb sẽ gấp đôi tới gấp 3 lần cái tỷ lệ protein. Thì ở cái thằng Lean Mask này á, cách dùng của nó rất là đa dạng, nó không đơn giản là sản phẩm tăng cân dành cho người gầy mà nó còn là một bữa ăn healthy. Bạn nên nhớ một cái tô phở tương đương đó, lượng calo khoảng từ 500 đến 600. Tô phở phải Việt Nam á, còn phở Mỹ nó dữ hơn nữa nha. Nên các bạn đừng có đi ra đường ăn sáng ăn tô phở thì nó cho bằng cái hàm lượng calo tương đương nhưng mà thành phần dinh dưỡng thôi bỏ đi. Bỏ. Thành phần dinh dưỡng tô phở sau cái này là bỏ. Hàm lượng đường mà béo cực kỳ ít luôn. Đó là các bạn tự so sánh đi. Rồi ở dưới ô đây thì nó sẽ là những cái thành phần dinh dưỡng khác giống như là BCA, EAA, có creatin nè. Có hai thành phần mà quan tâm đó là lượng creatin monohydrate 3g, sơ 5.7g. Thì cái sản phẩm này nó giàu sơ. Sơ đến từ đâu? Đến từ những cái nguồn nguyên liệu làm sản phẩm này. Cái loại nếu mà nói về creatin đó thì loại này 3g nó sẽ không gây tích nước nhiều bằng những cái loại khác cao creatine hơn. Tất nhiên cái gì cũng có giá của nó. Cái creatine nó tích nước nhưng mà nó là một trong những chất nó cấu thành cho cái buổi tập của bạn, nó thành một cái reward cao. Nó là một trong những chất thôi nha, chứ không phải nó là tất cả. Nhưng mà mát chứa creatine thì nó làm cho mình tập, tức là làm cho mình cảm giác khỏe hơn không anh? Có, thì nó vẫn lót creatine cho người, thì có creatine nó sẽ tập khỏe hơn. Bây giờ mình đi và vào. Đặc biệt là đây là dòng protein đến từ 100% sữa bò ăn cỏ của Na Uy. Đó là grass fed, đó là cái chủng mà sữa cao cấp nhất trong ngành thực phẩm bổ sung nha. Mát nó chia là nhiều loại mát khác nhau và mỗi mát cái lượng liều dùng, cái mũ miết gì đó rất là khác nhau. Vậy thì chúng ta chỉ quan tâm cái gì mà đọc trên đây nè. Cái serving size đó là 6 cup, mà 6 cup cho ra một cái lượng calorie khoảng 1000 là đúng rồi đó. Vậy thì bạn chỉ cần chia ra uống. Cái câu này bạn phải nhớ nha. Phải nhớ nha. Uống mass gainer mà một ngày xài chưa tới một liều thì nằm mơ đi nó tăng cân. Các bạn muốn tăng cân các bạn cần phải đặt chế độ thẳng dư calo. Thẳng dư calo là calo nó nạp vào nó phải cao hơn calo mà đốt đi. Vậy thì trong quá khứ tại sao bạn gầy? Bạn gầy là do bạn không hấp thu được dinh dưỡng hoặc là bạn không đủ. Mà bây giờ bạn uống mát bằng tiết kiệm nữa. Thứ nhất có hai cái sai lầm nè. Uống mát keo là uống ngày chưa tới một liều. Cái thứ hai, cái mindset uống mát bỏ ăn. Uống mát bỏ ăn là bậy luôn. Đó hai cái đó bạn tránh, đó bạn muốn tăng cân. Cái chuyện tăng cân hay giảm cân đó là cao chiến lược. Nên chúng ta phải đầu tư cho nó đúng và mình dùng với đúng cách nữa thì nó mang hiệu quả tăng cân hoặc là giảm cân. Thì bây giờ cái sản phẩm này mình sẽ quất nó nha. Bây giờ nó có đường này nè, đây. Nó có cái kéo cắt đây nè, mình không có kéo. Mình sợ đem đồ lên mạng đó, nó đại đi rồi nhà chồng mà. Rồi còn xong đó không? Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình pha
Một ngày á, các bạn phải uống từ 1 tới 2 liều nha các bạn. Tùy vào cái thể trạng của bạn, ốm cao thấp mập gì đó, thì nhân viên sale sẽ tư vấn cho bạn chính xác là uống bao nhiêu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hướng dẫn cách pha. Cách pha mát nó rất là đơn giản, cái loại này cũng rất là dễ tan. Rồi cái muỗng làm dày, bạn múc 1 lần 3 muỗng. Sucker là 3 muỗng thôi nha. Nhưng mà mới những người mà bụng yếu thì 2 muỗng được không anh? Thì bạn chia sau, một ngày nó 1 liều. Nhưng mà bạn uống 2 muỗng thì bạn phải uống 3 lần. Bạn uống 3 lần. Còn bạn uống 2 muỗng thì bạn uống 2 lần. Sorry, bạn uống 3 muỗng thì bạn uống 2 lần. Ví dụ như cỡ con Tú á, thằng ngày phải 1 liều rưỡi á. Chút con Tú là thằng nào á thì nó vô đây cho bạn coi. Rồi lấy nước cho bạn. Cái gác ba đó bạn phải chán một cái nước. Xong rồi bạn đổ bột vô, cầm đổ nước vô, vừa cầm chút lắm, vừa lên lắm, vừa lên lắm. Còn nếu bạn nào mà không bình tắc thì bạn bỏ máy sinh tố một chút. Bạn bỏ vô máy sinh tố xong bạn đổ vô cái ly. Rồi bạn để bạn uống. Rồi nhưng mà khi mà bạn để trong tủ lạnh đó thì bạn phải lắc, bạn phải quậy xong bạn uống lại. Không thì nó sẽ có những cái chất nó đậm dưới. Nè lắc rồi. Rồi bây giờ mình thử coi nó ngon không nha, nè lắc vậy tan hết. Mắt xịn mà. Mắt xịn thì phải tan thôi. Không có miếng cọn nữa. Rồi. Đó. Đổ. Nhìn kỹ nha. Đã nhiệt. Rồi uống nữa đây. Ngon không? Ngon. Cái vị nó không ngọt gắt. Lên mát mà sao ngọt gắt được? Vị ngọt nhưng mà thanh nhẹ vừa miệng. Ngon á. Rất ngon. Không tệ đâu. Anh uống nhiều mát rồi, mát là uống rất ngon. Không kém, cái vị không kém thì Super Hill đúng không? Này mát hậu mà Super Hill mát chúa. Ngon lắm mọi người. 3 muỗng nha. 3 muỗng pha với nước hương pha cỡ 500 á. 500 không? Cái này là chưa pha hết nha bạn, mới pha có 1 lần thôi. Bạn tập thói quen thì còn pha 1 lần 1 liều luôn. Chứ bạn đừng có tập uống dở pha. Nên nó sẽ gây cho bạn quên uống. Rồi bây giờ phần này của con Tú nha mấy em. Em thấy này được á. Bạn ơi Tú còn đừng có chạy uống con Tú nữa. Tú, vô Tú. Rồi. Vô đi em ơi chơi. Bài này là dành cho những người. Quay phim mà chở nhất là cái cảnh này đây. Dành cho những người giống như Tú nha. Xin lỗi nha, chào tất cả mọi người nha. Chào đàng hoàng, mày nhỏ mày làm gì? Chào tất cả mọi người nha, chào nhờ mọi người mà em được uống mát ngày hôm nay. Tú bình luôn. Ngon đúng không? Ngon không? Không ngọt gắt không? Đúng rồi chị. Rất là ok. Không thích ngọt thì cũng uống được. Mà thích ngọt thì uống cũng được luôn, nói chung là vị vừa miệng lắm. Hay bữa ăn tối luôn rồi á Tú. Phần thưởng của việc vừa đi quay 19 giờ mọi người. Rồi bữa nay mình vừa mã thưởng cho các bạn. Rồi xong ra cầm máy quay đi nè, Rồi bây giờ là thử thách không trầm sang pha nữa liều còn lại nha các bạn. Tập thói quen một lần pha một liều. Chứ đừng có tập uống nhiều pha nhiều, có công rửa bình. Thấy đâu hả? Cái nước mà đúng rồi, đấy nước. Ở đây nước, Tú nó nhỏ vậy, nó không uống. Nó không uống. Còn các bạn mà chạy con Tú thì bảo không ai được. Mắt nó làm gì? Bài toán mắt là bài toán calo. Bịch này ghê lắm. Nếu mà uống ngày 2 liều uống tới nửa tháng mà. Còn nếu mà uống ngày 1 liều á thì uống cả tháng. Không mà vị ngon anh ha. Nói chung mà có mấy bạn mindset kỳ đúng không bạn? Muốn tăng cân mà keo. Bạn biết người ta thi qua hậu á, một lần tao thà đổi bóc dáng như tiền không? Hả? Muốn tăng cân mà keo, về ăn cơm mẹ nấu. Ăn cơm mẹ nấu á, nếu mà lên rồi thì bạn không có gầy. Vậy thôi. Rồi. Thôi. Thôi đi Tú. Chưa thầy ơi, mới uống có nửa liều sao mình no được. Cái này là em cả bột và nước là lên đến cái mức là rồi à, bây giờ là 500 á, 500 ml. Nước nhiều hay nước ít á thì nó phản ánh cái độ đậm đặc của sản phẩm khi hòa tan thôi. Nói chung là một lần mà Di Nguyễn chỉ các bạn pha nửa liều á để lắc cho nó dễ. Còn bạn bỏ vô máy sinh tố bạn xay riêng cái được. Rồi à, tóm tắt cho Thu Hương hiểu nè, cái thằng Masnawi nè, Bắc Âu mà nó là cái sản phẩm mà gọi là tốt nhất châu Âu rồi. Có thể nha,
Có thể thì cái sản phẩm châu Âu á, thì cái design á, nó không bằng bằng sản phẩm của Mỹ. Tại thằng Mỹ ngành công nghiệp này nó lâu rồi. Nhưng mà cái nguồn của châu Âu, riêng thằng Na Uy á, là nguồn nhà trồng. Thằng Na Uy á, nó có hết, nó có nông nghiệp rất là mạnh. Và cái nguồn nguyên liệu nó sẵn có để nó làm luôn cái này. Nó khác so phần còn lại. Rồi này thôi, tặng lại cho Tú. Rồi xong rồi Tú để Tú uống ha. Rồi any question? Hôm nay nhân tiện ở đây thì thông qua cách pha sản phẩm này, Tú hay là Hương hỏi gì không? À, hiện tại sản phẩm này đang có một số cái bịch mà nó châm kim à. Nhưng mà em đã xử lý cái nguồn là bột nó không thể nào mà nó ra được. Tức là tốt là có hàng sale off. Có hàng sale off mà giá cực kỳ là kinh tế luôn. Có hàng sale off. Nhưng mà em thấy giờ em tiếc quá. Nói chung thì ở công ty Beauty thì hàng sale off chắc là nó có thường xuyên. Tại vì khi mà chúng ta xử lý một cái đống hàng lớn như vậy thì nó sẽ lâu nó có những cái mà nó bị móp hay nó bị gì đó chuyện bình thường. Thì những cái đó thì sale off tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có điều kiện sử dụng hàng chất lượng, hàng của BBT. Nói chung BBT là chỉ phân phối hàng VIP đẳng cấp chất lượng. Chứ BBT không cần phân phối nhiều dòng sản phẩm mà tào lâu xong mới đau rồi thượng vàng hạ cám gây confuse cho các bạn sử dụng. Mùi vị rất xuất sắc. Rồi vậy hy vọng với cái clip mà Duy Nguyễn chia sẻ cũng là tận tâm, tận tình và khá là chi tiết thì các bạn sẽ biết cái cách để pha cái sản phẩm maskener trên tay của các bạn và dùng cho nó ổn. Vậy thì trước khi khép lại chương trình, dùng maskener buổi sáng sớm mới ngủ dậy. Chắc chắn đúng. Thay gần như là thay bữa ăn sáng luôn. Vậy thì dùng bao nhiêu? 2 đến 3 muỗng pha với đầy bình lắc cả bột và cả nước. Nó lên đến tầm khoảng 500ml thôi các bạn nhé. 500. Rồi thời điểm khác. Thời điểm khác là mình có thể uống vào những lúc đói bụng. Một thời điểm rất quan trọng không thể nào quên. Sau tập trong vòng 30 phút sau tập. Sau tập có em phải uống nhiều hơn. Tại vì sau tập cái nhu cầu cần năng lượng để phục hồi rất là cao. Thì cái năng lượng đến từ đâu? Đến từ protein, đến từ carbohydrate. Đó. Nhưng mà em nghĩ ví dụ như là bụng em nó kém hơn bụng anh thì em cũng ít hơn anh chứ. Không phải nó kém, nhưng mà cái nhu cầu cơ thể đó em. Tại vì khi mà sáng em ngủ dậy em đói, nhưng mà cái sự thèm ăn nó chưa bằng cái mức sau tập. Đó, các bạn nên nhớ trước tập không ăn nha. Trước tập để cho cái bụng nó bình thường, rồi sau đó mình nạp pre workout vô để mình pump cho nó banh xác buổi tập luôn. Thì sau buổi tập đó cái nhu cầu nó hấp thu là rất là cao. Nó đang lợi dụng cái pump đó còn mà. Bạn sử dụng những cái liều cao xịn của BBT đi. Thì cái pump nó có hai tác dụng. Thứ nhất nó làm cho buổi tập bạn tốt lên. Buổi tập bạn tốt, nhưng mà sau tập cái pump nó chưa có giảm. Thì cái pump đó nó sẽ đẩy cái nguồn dinh dưỡng này nó đi vào từng tế bào cơ bắp đó. Do đó cái thời điểm sau tập là thời điểm cực kỳ quan trọng. Nó giống như thời điểm đó là thời điểm là có nghĩa là cái sự vận chuyển dinh dưỡng nó cực kỳ nhanh. Đúng. Và lớn. Đúng. Dung lượng rất là lớn. Đó. Bây giờ nên cái reward cao đó rất là quan trọng trong buổi tập. Rồi cái thời điểm, hai thời điểm quan trọng nhất là sau tập với buổi sáng. Thì thời điểm nào cũng được nữa. Thì thời điểm bình thường trong ngày lúc nào cảm thấy đói. Thì đúng, thời điểm lúc nào cảm thấy đói mà không ăn được. Ví dụ như đi làm tới 3 giờ chiều. 3 giờ chiều tự nhiên đói bụng thì lấy ra quốc. Lấy ra pha. Tức là gọi là cái bữa ăn supper, bữa ăn giữa giữa đó. Đó. Và tối, trước khi ngủ tối quốc. Anh sẽ mượn ít phút còn lại nói về cái bữa tối phải uống. Tại vì thường thường các bạn trước khi ngủ bạn không ăn liền đúng không? Bạn ăn tối, bạn ăn khuya gì đó, trước khi ngủ bạn sẽ ít ăn. Đó, thì cái cơ thể bạn nằm ở trạng thái nó năng lượng nó không thiếu không dư. Đúng không? Nhưng mà bây giờ có hai lý do bạn uống buổi tối nè. Thứ nhất, bạn tập gym. Bạn tập gym, cơ thể bạn cần một dòng chảy liên tục dinh dưỡng nó phục hồi. Bạn không uống thời điểm buổi tối, buổi khuya, bạn không có gì hết. Đó, và cái thứ hai, bạn uống thằng này vô buổi tối ngủ ngon hơn, sâu hơn, nó làm cho bạn giấc ngủ bạn nó trở nên rất là tốt. Mà giấc ngủ tốt là một trong những điều kiện tiên quyết để cơ thể phát triển và cơ bắp phát triển. Nên bữa tối rất là quan trọng nha các bạn. Hy vọng video giúp cho các bạn. Nếu mà thích thì like, share, comment, tương tác để chúng tôi làm cho bạn những video thực tế hơn về những sản phẩm mới nhất của công ty BBT phân phối. Thật ra cái loại video này là như hồi trước đây Duy có làm, nhưng mà 4-5 năm nay là Duy có làm lại nha các bạn. Nên video này khá là đảm bảo các bạn uống cái này thì sẽ không hề thất vọng về vị của nó.